ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និងគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានដែលកម្ពុជាដេលីដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះទី15ខែមករាត្រូវជាថ្ងៃ5កើតខែបុស្សឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2019 បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់មេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃបាទក្រុមអ្នកកសែតចេញលិខិតចំហស្នើឲ្យតុលាការជាថ្មីទៀតឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីពីររូបម្ចាស់ម៉ាក់ធំៗសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុប រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការគម្រាមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នមួយចំនួនទទួលជាថ្មីទៀតឲ្យតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បញ្ចប់ការចោទប្រកាន់និងការឃ្លាំមើលតាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊
ពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីសេរីពីរូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនហើយទម្លាក់បទចោលការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទៅលើពួកគេ លិខិតដដែលហៅការដោះលែងអ្នកទាំងពីរឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នហើយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកំពុងធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចបំពេញការងារជាអ្នកកសែតនិងពិបាករកការងារផ្សេងធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារជាបន្តទៀតជាដើមលោកកែវ៉ានីដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំងពីរឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ បាត់បញ្ចប់លើការស៊ើបសួរលើកូនក្តីរបស់លោកទៀតនិងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកផងដែរអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលបង្កអន្តរាយដល់កិច្ចការការពារជាតិ9ខែក្រោយមកពួកគេត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នកាលពីខែស
can môi đọt thung chặt tu ca cho bậc can cứ chỉ ca cho bậc can môi đọt thung thung ngộ nâng cầm phong bằng co cả phơi khai đọt cầm nẹt xa qua đêm đọt tây tiết đã cầm phong bằng phơi vị trí chỉ vẹn được không bậc tề bộ kế an thà ca rất bất sự sợi phìp ra bậc cầm nẹt xa qua đêm tăng pi nẹt nâng căn tại bằng hai thà sợi phìp xa qua đêm nơi Campuchia cầm phong tại thẹt cho giang thung thung ngộ bản luận anh em chết tim trai bỏ miền đại đời lại mùi tiền vốn cứ thả crom hôn nay sầm liệt bằng bẹ đại miền gì hào là bay cầm bông roxy nơi Campuchia ai nước bắt bong paraman nơi cả bằng chia tình cắt đập tung lên cắt để đòi trả sơn thực sơn thóm đào xa miền cả prui baram tha prate ní nâng trợ đọ hốt ắt tháp bây giờ bên chiếc cam robot luôn không biết đòi chấp khăm một ní đại sản vật đây apparel insider ở đăng thả sở hạ phiếp ở rộp bạch cho bọn cầm phố bí trà rà ná thả tá trở lúc cháu phó bạch cho bên trạng GSP rộp bọc bạch tới Campuchia tới lưu ca rộng lộp sở thị mạng nâng sức ca nghĩa đại cầm phố cả miền bạch phố đời đại lại đăng thiết thả miền cổ rộng hôn môi chùm luôn bàn xâm rạch chất chập đám tiên cho ca bằng chia tinh bí bạch tế đại miền ca sở rạch liền sở bê đại nẹ nôm chanh lưu vi say cắt đê chế chả rán cầm phố bạch hôm tên năng ca chùm nay bằng thaym tiết bí ca đầm lăng bạch nốt à bạc bà mà tại sao nào đây đã đại lại đăng tiết thả còn tại khăn nông sắp đá này miền phó tàng bằng thaym tiết ông bì ca ông bì bánh hà ca nghe ở Campuchia sở bệ đại ca mà có chương mà bọn bì rồi nẹ trở bàn kế độ tranh bì rộng chạc WND dạng ảnh dụng đề thỏa ca mà có rộng chạc nú đập bông bàn phương cầu tạc cam đồng mây tiêm tia ca tu tọt xâm lọc ở tây tạp hiếp nâng prạ thạp phá giáo nơi ca chốc xâm rã cầm hôn ní bà mình bàn bắt đầu cả tiêm tia robot cam cò nội tế vận tải bàn bắt đăng từ tòa là cả bằng quạt ở cam cò tiếng nút châu thừa cả vĩnh khánh nội dạng về sai sắp làm vậy màu bà phố bây giờ đây đăng thiết hà nẹt nón bị cơ xuống cả nghe lục hình xua bán quan tro cả xâm lại chất robot cầm hôn WND đã bay trên sân đây xâm lại trong khảo khánh nội dạng về sai sắp làm vậy màu nơi về đại cam cò mình prom châu thừa cả trở lập từ thừa cả vĩnh đời xa miền đồng nó sải cầm hôn WND bàn bên chập cầm cò bà hai một quan pi rồi nẹt nút tem mà đòn nít cứ chơi Utah mỗi khi nông chấm nào Utah chỉ ra nơi rồng chạy nơi Campuchia chỉ bật đại miên propon tola ca on thoi hơi bằng pin càng nghiêm mình ai kia
cả phía tại khang nê tún hai mình trời một pizza phía ở rốc có đơn chấp bát hà nâng tạm đàn tờ lưu sắp hiếp ca nị đại trong này khang đâm nàng rôn chắc a an tha ca bàn chọp ca nghi ở rộng cổng cà mạc khô tàng nít vừa lắng đòi sớp cho bạp bí bố cổng cà mạc khô mân cổ rụp tạm bàn chi ở rộng tổ lạc ca rì ai bà thiên xa hiếp xa chíp cho lạ nà cà mạc khô cắt đê cư lô bào xì ná bàn bạp cà xét khăn nông sớp tha lúc nên ca khổ chật trong bộ cổng hôn đại bàn xâm ra chật mân chôl cà mạc khô rư xong xâm nông xâm rôm chun bộ kê hỏi lúc tha chì ca rộng lộp sứt cà mạc khô giang thun thương ngộ កាលពីម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការទាមទារឲ្យថៅកែបើកប្រាក់ដាច់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ឆ្នាំចាស់លោកអះអាងថាការទាមទារនេះនឹងជំរុញឲ្យរោងចក្រជើងប្រាំបីរយក្នុងចំណោមរោងចក្រជើងប្រាំពាន់ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឈប់ដំណើរការក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តតាកែវបានផ្ទុះការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារ
xem xem đòi thả bộ kế bà rộng khai thật cái kịch vệch mình tu tuột ôi bên anh vọt chấp anh vọt bầm nạch bạp khai thật mấy chấp bị chạm bí bọn tập rộng bốn đi krom nè chấm nền dây thả vi sai ưu xa cầm cắt đê nâng Campuchia cầm bông chụp bà tèh nâng cửa hòn trái thun thường ngộ khả nạ xa phép ở rộp cầm bông trìm đọc bà bọn ạ nâng cửa bốn bì Campuchia đòi xa tè rốt thả bì bà lục hôn sáng bán bòm phái mù lạ nay là thị bà chia tập tay ở bà bà tế chào tàng sâu tay mà đoàn bà lô nàng chỉ tìm trái lúc nàng nàng cầm bông tài sạp nàng tiết sản cạp xài ở bà xa bà mình ở Cambodia Daily chếp xa xa khám ai tàm bà đánh xung Facebook lô nàng nàng ai xoay rô kê hạ tâm bò Facebook ở bà dự nhóm tàm ở xài thang www.facebook.com/withoutfearorfavorkh bà bà sân bà nít cơ xông chùm rịp đại tha cạp xài ở bà សារព័ត៌មានយើងនឹងនាំមកជូននៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍បទវិភាគនិងកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានការព្រួយបារម្ភនិងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ ការអះអាងរបស់លោកឈឹមផាវរុនធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីររូបរួមមានលោកថេតគ្រូសនិងលោកគ្រីសខូនបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP នេះពីកម្ពុជាលោកថេតគ្រូសដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋតិចសាសពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកហ៊ុនសែនបាននាំគ្នាកេងប្រវ័ញ្ចប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាលោកបន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនខកខានមិនបានគោរពស្តង់ដារការងារហើយមើលងាយដល់សុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងកំពុងបោះពួយទៅរកប្រទេសចិនថែមទៀត នាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារប្រាប់សារព័ត៌មានដឹកកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ជាទម្ងន់ប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅថា GSP ពីកម្ពុជាដែរនោះ លោកបន្តថាកម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់ចំណូលរបស់ខ្លួនចំនួនជិត$1,000,000ប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងដល់កម្មវិធីគេហៅថា Idea Talk បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកនៅនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិន 2 រូប
ដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកមឿនតូឡានាយកសំតូននាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាយកនេះបាទលោកតំពីនិងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទថាតើដំណើរ ការអភិវឌ្ឍដំណើរការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាខ្លះបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរយោបល់សូមសរសេរមកក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋានwww.facebook.com/vidafiofavor បាទនៅពេលនេះសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទលោកបណ្ឌិតលឺខ្ញុំច្បាស់ទេលោកបណ្ឌិតបាទ បាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកមឿនតូឡាផងដែរបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកមឿនតូឡាហើយនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដូចយើងបានយើងកំពុងតាមដានតែស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាទាំងអស់គ្នាគណៈដែលប្រទេសមួយនេះគឺថាកំពុងរងនៅសម្ពាធអន្តរជាតិពីគ្រប់ទិសទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗការឃុំឃ្លួនមេបកប្រឆាំងនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀត ហើយក្រុមមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគឺថាអាចនឹងប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងជាងគេនោះគឺថាអាចដោយសារការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅGSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះតើកម្ពុជានឹងប៉ះទង្គិចតែទៅលើវិស័យកាត់ដេរប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏អាចប៉ះទង្គិចទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទសូមជឿ ដោយអត់សូវលឺលំដិតមាននេះបាទបាទដូចអូខេលំដិតសូមជឿបន្តទៀតបាទបាទបើយើងមើលទៅមានប្រព័ន្ធ2ដែលបានដាក់ចុះដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងមួយទៀតហៅGSP ជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយដែលផ្ដល់ឲ្យដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងដឹងថា សម្រាប់ GSP នេះគឺឲ្យមកប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងឆ្នាំ1997 ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រទេសខ្មែរបានផលចំណេញពីហ្នឹងប្រហែលជាជុំ 400 លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមានរហូតដល់ 700 លានដុល្លារអញ្ចឹងសរុបទាំងពីរមកបើសិនជាយើងមានវិបត្តិមានការដាក់សម្ពាធនេះនឹងត្រូវបានចូលជាធរមាន បាន ឈានមកដល់នេះគឺវាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែដល់កម្មករទេគឺប៉ះពាល់ដល់កសិករផងហើយបាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងកសិករ
Lúc bên mình này bớt sân chìa bác bóng tạo đó là bác nhà hà nôm ổng có chánh ní tá ở cả sở cô không ai bảo mạng phía rối tớ ai nâng bởi chôn mục tên lư cả độ bác bóng án ở cửa bốn bí giá cùng ở rộng nâng lúc bên mình. Bạn chấm nay lộ mươn tổ là ta lộ dùl dòng mạch đá chấm phù bởi sân bà thả ta rốt tha bì bà lộ hôn sán ai nâng lộ bật thò lộ bật lật tập hò bọc luôn đã ôi bật tế chân Việt Nam thay nâng bật đá bật tế chứa trang tiết đảm bây tục tôl tên nâng cả bắt bóng bật bọn án ở cổ bún rồi bỏ xạ cùng mở rốc cả đôi chi xa hà rốt ảm rách yên đá thế bạn lộ mươn tổ là bạn. Bà xâm ổ cùng chấm còn trong bật chạy tích tha bà sân dự dương mưa sư tư kịch Campuchia tầng mũ dương khuyên tha vì sai cắt đế đế xâm lý bẩm bẹ đế xâm bạch chương hay nâng đế cổ bộ bởi gọi cả tạp ní chi vì sai mũi đài ban chỗ rung trong này thông trên kỳ là hồ đó chương chất sắp hiệu rối nâng có nông cầm nạn sư tư kịch chia tầng mũ hai tìm xa rồi bỏ vì sai ní cứ từ xã cùng mở rốc hay nâng từ giờ làm lấy lấy pí tỏ máu từ một tiệm mà chúng tôi tiết đôi chỉ Canada, Anh Lê, rồi có Australia, Nhật Bản đấy là nè. Khi chúng bay anh chạy tít khi chúng còn thằng nghĩa tập lọc từ khỏi tít thà dương miền bắc bòn pí EBA hay là GSP của Hàm Rịch. EBA này cứ cái ao Campuchia nom từ tiệm xà rộp nè mình men tài sản lượng vẽ thế cứ thà ai nom từ lần tập họp xem xét lược lên tại ở một chế độ chẳng gì đôi lục đất lục lăng và lục bàn lược lăng vì cả nom sơn co từ tiếp xa rộp nắng lần tập họp các cam tập xét tiếp xa rộp nắng cứ chỉ chấm này với nước nông tập quán EBA đây chấm lại TP về quán nâng GSP tập quán GSP từ âm lịch này cao pi tu sĩ bát ti cao sấp miền này là cao sấp bẩm bờ nưng Campuchia thọ ban tu tu ở bờ bòn nưng đá cứ bòn cái thứ MFA multi fiber agreement
kịch bầm biên về hụ sơ sài nữa. Bản tai việc đại tử vĩnh việc đại tử vĩnh là chín năm pipon tram hay pipon GSP tham ấy ní cứ mấy bạn phải đòi lại cầm chia từ lứa phần đất tập hall thua đậm nà mini tha cầm bố rồi có vali nếu đam chín năm pipon đọc bài như anh hai bờ sân chỉ dương mưa không đọc bài ca đọc bài cơ xuống bên chỉ cầm cầm lỗ mòn ní cầm chia đại ruột bún mình bằng bún không can nom trên tập tiếp xa ở rộp tam giác của bọn EBA đến cứ là hốt đo chết phẩm bờ rơi liền đà lá không mạch nằm mạch nằm đà lấy ảm rích cứ con đã cầm bộ thế mình ọt ọt dì rương khả áo thế cứ mà rôi cao sắp phẩm bờ liền đà lá không mạch nằm mạch nằm chẳng bởi dương bộ chẳng pi nâng châu khá nè rượt bụng đường pi nâng châu khá nè từ đại đo mà bọn liên đà lạc nông mạch nằm đại cảm chí rượt trần nâng pi ca đại mệnh bóng bụng cư mê đi thà trầm nâng trầm nôn ní trầm nôn mà bọn liên rư gó chất mà bọn liên đà lạc nông mạch nằm nằm ní cứ chí cầm xua mùi mê đi thà chí trầm nâng mùi đại chúi ôi cảm chí nâng thần niên nữ phía bụng cụ bạch chay hoặc luôn đối lụng đất bàn lực lãng thà ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมหนึ่งเกี่ยการดักจูนหนึ่งเกี่ยให้ท่าได้ชนะสมบูรณ์ในหลายหลังบางยื่นมือแต่การเชื่อยื่นยื่นในเมียนชนในสาวจึงเกี่ยสมบัติได้ยื่นวิสัยการใดนั้นก็ยื่นในเมียนพิพากษาเจนหาโดยเช่นมันตอนโลดจึงเกี่ยประมาณเด้อถ่องนั่งแอ้ดาวพอป้อนอ่านครุฑนี้วิคันchui tại đó nè chui tại tiền nhà vị dục tuần chân bà sân chị bạch và quan ảnh được cuộc phân đằng tí tụi bày bạch nơi xã cùng ở rộp cả đói bạch nè bây cả đói có viết với ôi bạch bó tại đó phía bộ cụ bệnh chế bỏ cầm chế đài anh nâng để thưa ấy nè vị dục tuần ai bị chà ná thả tá kế và to vị dục nơi khôn ông bệnh tế cầm chế đài được tế rồi mới có kế trời mưu tới bệnh tế Việt Nam đôi bệnh tế Việt Nam nế kì miên và quan ảnh được cuộc phân hài thì mình bỏ bọn này cả khu lòng mơ tụi bản thân cả vì muốn dựng mình tại BFC và là lời này thì mình better work cả một thí khu lòng mơ tạm rộng trạng này better work được không có thể phụ mía còn chẳng thẳng lưng bà sân chìa bì nâng bạch 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 chẳng bí cứ thả dương nâng bạch ngôn hay bạch ngôn chụp xác EBA đến ai tại đó bị sai xem xin chết bạch còn tại lúc mình tôi là ở rất hạ bị bà Campuchia tại anh ở lực mặt đoàn hay mặt đoàn tiết thà ở Campuchia mình prôi bà rõm thế chúng buộc cả bắt tập quân ảnh của quân EBA rồi có GSPA chế đám nâng đời xa thà Campuchia sắp tháng ấy có cung tại nâng bắt tập quân thằng pi nâng đã đời xa Campuchia nâng ách khá lại thì chiếc bật tế đại rộng chùm nô bàn mà chung cầm rất tiếp nâng bê khả mộng chẳng đối chân này ở Campuchia mình prôi bà rõm tế hỏi trong đơn thật tá การมันปลุยบารมีระบบรัฐบาลกัมพูชีนั้นเป็นนิดเดียวสำอางเธอเลือกการลุกผลิตภัณฑ์ระบบล้วนดาวประเทศเซนดูชิประเทศจันเวียดนามไทยสไลลังการดีเอร์ก็ประเทศเซนเซนที่ได้ที่ลงมือตุลาบาทสมชื่อช่วงเมื่อตั้งสมนุนได้รัฐบาลเตรียมลอยเบอร์เซนจะกดกระทำมันปลุยบารมีต่อแต่กดชี้ยิ้มลอยจริงหากนุเปย์ได้จิการพัฒนาเบอร์เซนจีบัตรปปอนอนุกรุปุ่นเหมือนแมนมีท่ากรรมจีบัตรติปซาอรบหรือกับบัตรติปซามหรือเจควอนนะท่ายืนนอมตำแหน่งต่างอ่อนยืนเลยแต่อายนอมตำแหน่งต่างอ่อนทางติปซาต่างอ่อนทางทิศเตอรบเตอร์ในเชิงกับพันได้ยืนเถื่อบองปุ่นเป็นจมูกเกย์สมาร์มุกสมาร์มอดจมูกเกย์จมูกไอยังเชิงเบอร์เซนจียืนเถื่อบองปุ่นสมาร์นั่งมีท่ายืนเถื่อวิสัยไอจุนนั่งหรือก็กรมหุ่นนั้นก็ถือเตรียมจำนายไปให้จิตจิตมาป้อนเลียนดาราขนมชนะมาชนะต่อติดเจ้ามาป้อนเลียนดารานั่นตารัฐบาลนั้นกรุงหนึ่งทุกไอ้ดับใบจุ่มนู่กาได้เถื่อบองนั้นมีนิทาอาจทุกสัมปติยนตุนเองครับดับใบเอาวิสัยไอ้ชุดนั้นหรือก็โรงจ่านั้นเนื้อแต่อาจรอซีเนสออกมาบานหรือก็บัดบังในโอกาสของการนอมโจเสริมก่อนอมเจนเสริมก่อนแต่ประเทศอารมณ์นั่นแหละแต่
dương ai rô tiếp xa sau có nơi bật tế chân bàn thế nơi bật tế mà chân luôn xin chết bàn đại ọt ảnh năng chi xung đô đại trời trả lời và xin hay bởi khăn ông bà chạy bọn ấy dương mưu khuyên tam sao phổ miến tam rõ thạc bá của lục ả ảnh đấy xong bây giờ bỏ lỡ dương nôm chô bì bật tế chân đấy hay cho xung đô xung thạc chân ai sổ dược có bật lật phòng cải xa cam liên liên năng bì bật tế cam chế đại ọt ảnh năng chi xung đô đại bì bản năng trả lời hay chỉ gặp bật nè, xong mẹ bật nhầm mưa khơi thả chân mình ai toàn chùm nô tìm xa ở rộp hay nâng tìm xa ảm rích bẹp bọn tờ lưu bà lạ tập hồ xong liệu bằng bẹp bà lạ tập hồ bài chương hay nâng bà lạ tập hồ thu đồng nào nâng tì khôn lông khả nạ đại bà tế chân có chưa bà tế mũi đá chưa bà tế bà lạ đập bấy giờ tờ lụt nâng tìm xa tên ổn hồng đại bạn lúc mình tờ là bà sân bà Campuchia bắt bọn bà bọn ạ nô cửa bọn bì nì lúc miền bắc sa tha campuchia nâng khát bóng nơi pra mà liên chương mà pon bài hai chết mà pon liên đà la vận tải bờ tàu lui đài campuchia chậm nâng pika đài lúc là tập hợp đào cả dọc pun rồi bỏ bên tây nước vận tải campuchia chậm nâng bảm mán đấy lúc miền đà la bà bà hai chế lúc đất miền này ai miền tụ lệ ba chân sông phục sông phía dưới rồi mưa tụ lệ những đáy còn đây là lúc có bạn lực lang đây mà những chấm nô bị vi sai cắt để phẩm phẩm màn phòn liên không mạch nam mà còn đây bà sân chỉ riêng bình đất mưa từ lơ vi sai cắt để thì vẫn những khơi thả cam mà có cho mà liên lại chiến bà sân để riêng mưa tàng rung chạm cầm đặt tìm mua cầm đặt tìm pi cầm đặt tìm bay ấy lắm mình hay cùng rung chạm mê rung chạm màu cài đó nhưng bộ nó phải chỉ tuôn mà liền nhẹ chiến đời lai nhiều chỗ phía trên cứ mò pi bật chấn hay bởi sân chỉ dương mưa là tình đây người càng nom chồ bỏ cầm chế chứ vẫn cứ bật tay chân chia bật tay thì mũi đã cầm chia non chỗ từng đến bị bật tay khi màu đôi khi phải sai cả đây nhưng cả đó bật tay dương non chân cả áo rồi còn non chân bảy chân để đây bàn hào chân của mến cầm bột để dương đây hào mến và ly để dương đây hào mến của phần thái vật thổ thiện đam đại phật lực nơi tụi mình đang ở nó cứ nòm chân nòm chỗ bị chấn hay nơi bất tịch mà chỉ luôn tiếp nơi không nòng bòn đôi bất tịch hiện tiền rồi còn tài văn anh chàng dương nòm ẩm bò dương nòm cả nạt ai bờ sông chỉ dương mưa là nâng tới dương khơi thao bị sai cắt đây nơi cầm chỉ bởi dương vị phi ở đất đó chấn dương ảnh vậy bản thái chấn tiêm bây giờ chuyển đi về sai cắt đây nữa không có thể cam chia dương ban thì chấm nổ pika bằng pun dương ban chấm nổ số mẹp polaco dương mà liên hệ chiêng ban bị bị vọt ấy là lạ năng quân đã lấy pram pon liên mà lá không mà chấm 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 nổ pika sai cắt đây nó cứ tất cả chân chết chân chết tây van chân chết hong kong south korea korea hướng tây bông ấy là lãnh trên nẹt vượt giữa tây vinh thế mà ចំណែកលំដិតមាននេះមានអីបន្ថែមនៅទេលំដិតបាទទៅលើបញ្ហានេះបើសិនជា
bạn lúc bạn đặt miền đi Krapika Papol ai Papol tới đó Kamako rồi có Kasiko Khmer Pepon tới nâng cao độ Pepon anh được Krupon EBA rồi có GSP ai chơi đám nâng tao vì ai Papol tới đó vì say cả tụt ở bọc Campuchia như nào đã lùm đất bạn muốn nâng cao từ lưu vì say cả tụt được chung sông vì tích đá kiện to cả
mày tiết hào bắt đi sau nít cho mình học nhiều khi bắt đi sau để nhóm mình chăm không phục vật được sát trong tu sửa vật năm tu sửa vật học sắp học còn bơi học tập là dương nhiên bằng hà sẽ điên khi đá từ từ nô dương đặt cả tu từ non cả tu mười hạ ra làm đấy hào dương bàn phải chặt đại chấn đôi khi và hai không thể lúc đưa ra thăm ba trăm bảy kia nó ban chú bật xe nó bị bật xe để cạnh nhưng mình du của man hay gì mà năm cái lạc rồi màu nó đưa ra thăm ba sự công viên để dùng nó cứ chú bật xe bị bật xe để cạnh hai cái nút từ phục hộp này xe để cạnh sầm khăn thì nó cứ chấp đang tất âm khi cả bằng cao nơi casino và trăm là trong năm học sập của phần lạc tập bụng bay nó cứ được cao casino đầm bay vô casino thôi chỉ chừng này mỗi nơi cao bằng mô phải chừng nấu lại bàn khắp bằng phần đầm bay vô màu cực rộng thật cả rọt mà bà chân là chân bàn chia sập ngay đi dân khơi nhìn cả phương bảo đảm mỗi đáy trong thà ta rương nâng việc đôi khía nơi nông tu sử vật trong tu sử vật nhằm học sập đại rồi áp nơi kia dân khơi thà casino nơi nông và tế cam bởi chia xong bây giờ nông có phụ sáu mũi thì trong có phụ sáu thì luôn casino thì mình tách chương mà rồi cả lại và hai nâng nhìn cả bằng cao chứ và to và toa tiết nơi tu trang và tiết và nơi tam bị xây nơi tam và đòi phương tài và chi lại khắc khắc đại dân kết thả viên này ai chúng đang thay ra thay vì má quát miên cùng rôn của nông ta tìm ai chúng rất muối chứ cả phân phải cho lưu cả chui rồi bỏ chân chui trang chúng nuôi này phạt cầm cháy chúng nuôi này chúng nuôi ăn chúng non xâm rạp cả áp vị vót hai có và hai kia có phung tệ tệ tôn chúng mới đặt thả vì bà chân nông ta rô mật tù bài non chanh nơi phá lật tập hòa nguyên liệp sách tư phá lật tập hòa cả sự cảm ai nên tầm non chân nên ai chờ đi xa nà bàn có phần tay rừng mùi để dương cà phê bà đón nút bà sân chia miên tầm nhạc tầm non thì mùi chân vừa vây để dương đăng âm phi lập biếp để chân thư ca viên dục nông bị xây cả sự cắm khi mình sơ chia rơi ca non chân tầm sốc kê bà mà thế đại non châu phần thọ cả sự cắm tầm sốc kê bởi sốc kê sốc chân có kê phần lực rồi thọ cả sự cắm kê có khi thư bàn phúc khi thư bàn trả ơn trên dương thó có phần tay hàn thì khi mũi để ai nghiên cứ cao bằng cao để cao vì dục tuân rồi bọt chân này vì xảy cả sự cam để không có thể cảm chia và chẳng từ lúc vì dương những ai tập thôn những phần hà mùi kia từ phần hà cả phương cả sự cam tạm bài cách xa lý ra rưu và dương hà đọc phà mình contract để chân những ai màu chua đây rưu có tinh đây miên đồng thông thông thiên nơi không có thể khai dưới hai cái thức cả sự cam năng khuôn kế thì mình hỏi bộ đoạt dương phương và cái này dương phương tới vì ai mình thay chất nâng standard để khi chọn bàn và hơi lấy nít của dương bàn lưu tầm năng khắc lát để chỉ lấy hàng khách bắt tầm bóng có dương bàn lưu thả miền nhạc viên dịch phụng chất nâng miền màu ạc một tinh đầy của màn chỉ rõ con hay ta hỏi đá nơi hàng khách bắt tầm bóng hàng sốc sử lâu thì nâng chứ mình toàn bàn tầm tùa bóng để miền chứ bạc tích ở bàn tay ra lưu thả miền tinh thì thả tầy nâng chỉ tình dâu phải dương màu bóng hay ta chẳng bà nâng kết thả dương nâng rõ bóng để miền to để biết và đá nít chỉ là biết đá chân khi nâng mà thư vì dục này vì sai cả cam hay bật sân thì dương châu chọn nâng mê nút dương nâng ai chọc mùi chết từ rất hạt bát ai nâng tật khôn từ mùi nâng cả sĩ khó khuôn ai nhưng mà đoàn tiết nâng về để cả sĩ khó nâng lại mô tỏ và tiệm trộn đi mà không tách phạm nâng lưu ca phương cả sĩ cam tạm bài thay sân giá như vậy chân ai dương châu nâng cả sĩ cam bài thay sân giá ní cứ cả sĩ khó mình nhiên sức nâng ca luộc là bọt luôn rồi lưu phần 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 bọc luôn tam để chọn bàn thế thì là xoay từ đứa nhạc đề ghi trong tra cho mùi dưới thì tinh bà kia ai cầm lấy phần ná thì lưu phần lưu phần và mình chia hương lên những người đất này không một chiếc bà bạn bà xong một con trang lục bình đất miền đi à lâu nghĩa từ lục mươn tòa la vinh lục mươn tòa la ở cà phì bê thầm mấy này cứ tha miền bò đà miền nó tha miền rong chạm mà chấm nuôn nơi Campuchia nó cầm bông tại lối bật rong chạm bọc luôn chỉ bật đá hơi đời xa tại phố kế nó cầm thạch cây rong chạm thằng ó nó miền cà prui bờ rom pi cà độ bọc pon ăn được pon EBA rồi GSP pi xả rồi mình chờ đam ta lúc miền cà tiêm thuật bẹ pon tận nâng pon miền như chẳng nào đây lúc mươn tòa là bạn bà tập bắt pon miền nó dương bàn đứng xem đẹp khiêm nhưng mà lâu tại đã cầm rất chiếp bị cha mà rám là lỗi còn tái ở vây tài cuối chạm rõm khi mưu là
website របស់ទស្សនាវដ្តីមួយដែលលោកសាដាបានរីកាមុននឹងអញ្ចឹងដែរគឺរឿងទស្សនាវដ្តីដែលរបស់ម្ចាស់ផ្លាកក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ផ្លាកមួយចំនួនហ្នឹងបានលើកឡើងអំពីកង្វល់របស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយនោះតើខ្ញុំចាំគឺថាគេទៅសេថាយើងបានទទួលព័ត៌មានពីខាងសមាជិករបស់យើងគឺបានចាប់ផ្ដើមដកនៅការបញ្ជាទិញមួយចំនួនពីប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាព័ត៌មាននឹងវាពិតប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែនៅក្នុង website ឬក្នុង website របស់ទស្សនាវដ្តីរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងក៏បានចុះឡើងក៏ប៉ុន្តែមករយៈកន្លងមកនេះយើងឃើញមានការបិទរោងចក្រមែនមួយចំនួនមែនរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបិទរោងចក្រហើយមិនមានការទូទាត់សំណងដល់កម្មករយុទ្ធរហូតដល់កម្មករមានផ្ទុះការតវ៉ាអីចឹងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ចេញឧបត្ថម្ភទុនចំនួនរាប់លានដុល្លារទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាសំណងទៅដល់កម្មករយុទ្ធកន្លងមកនេះប៉ុន្តែបើថាឲ្យថាទូទឲ្យនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណបានបថយកាត់បថយការបញ្ជាទិញមានរោងចក្រប្រមាណបានបិទហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់មានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ឲ្យទេបាទបាទលោកមានតុល្លារប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញឬក៏ក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់លែងបើករោងចក្រនៅកម្ពុជាទៀតនោះតើកម្ពុជានៅតែអាចចាត់ទុកថាខ្លួនឯងជាក្លាសសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីតាមការអាងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងតតទៅទៀតទេដែរទេលោកមឿនដុល្លារបាទខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាទោះបីជានៅមានរោងចក្រជាង1000កំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅស្រុកខ្មែរជាងក៏ដោយជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាការអង្គផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជាក្លាសសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេបើសិនជាក្លាសសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅឡើយទេតែបើសិនជាយើងមើលតួលេខនៃការនាំចេញយើងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាយើងនាំចេញច្រើនគេតែផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ទេហើយផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នេះយើងនាំចេញតែផលិតផលសម្រាប់ទេដល់ឡៃវត្ថុធាតុដើមយើងនៅនាំចូលពីគេហើយក្រៅពីនឹងយើងមាននាំចេញស្ករអំពៅស្ករសហើយនឹងអង្ករផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនដល់ឡៃបើសិនជាយើងនិយាយពីសម្ាញ់ជុំវិញខ្លួនសម្បីតែជើងឈើតែថ្មិញក៏យើងនាំចូលពីស្រុកគេដែរអញ្ចឹងហើយយើងទៅនិយាយយើងអះអាងថាយើងជាក្លាសសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ឯកភាពទេព្រោះថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើងជាងមែនហើយបើសិនជាយើងមានចំនួន GDP 1000 130ដុល្លារជាងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺGDP នេះដូចខ្ញុំតែងទៅបញ្ជាក់ចឹងគឺគេយកចំនួននៃចំនួននៃការផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅបូកចូលគ្នាទៅចែកចំនួនហ្នឹងទៅជាប្រតសរុបហើយបើសិនជាយើងមើលចំនួនអ្នកណាដែលច្រើនគេគឺចំនួនដូចគាត់នៅវិស័យកាត់ដេរមួយតកែបរទេសហ្នឹងវាច្រើនបាត់ទៅហើយតកែចិនហ្នឹងច្រើនគេអញ្ចឹងណាទាំងចំនួន1130ដុល្លារជាងអីនេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចំនួនពិតប្រកបរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេអញ្ចឹងយើងចោះតម្រាំនៅពេលដែលរោងចក្រកាត់ដេរបើសិនជារោងចក្រកាត់ដេរដោយលោកសាដាលើកឡើងថាបើសិននេះក្នុងលក្ខណ្ឌនេះបើសិនជារោងចក្រកាត់ដេរត្រូវបាត់មែនហើយគេមូគេលើកកញ្ជើទៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសភូមាអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំនៅតែជឿថាកម្ពុជាអាចនឹងមានវិបត្តិធ្ងន់ហើយកម្មករមួយលានអ្នកជាងឬក៏យើងនិយាយទូលេខថា800,000អ្នកដែលទូលេខជាផ្លូវការហ្នឹងកុំភ្លេចថាកម្មករភាគច្រើនគឺជាគោលបំណងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងធនាគារបើសិនជាកម្មករបាត់បង់ការងារទី1គាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅគ្រប់គ្រងចំណូលគ្រួសារទី2គាត់ជាគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់បំណុលទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីបើសិនជាគាត់អត់មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅវិញ
chứng nâng miên cái hạt là bad loan nâng với cả nhà trường và cả nhà trường cứ vì sai financing nâng cứ banking cứ miên bảy hà hay bữa sai bữa xuân chưa vì sai bank miên bảy hà cứ vì bắt bỏ đâu vì sai tìm xây nhà lúc mình tới là person bảo bảy hà ni cả là miên men dừng dậy không lẽ khăn được cái này na person bảo bảy hà ni cả là men ta vì ai bắt từng cái chẳng na đó cả group rong là bảo tháp bị bán luôn bạn chấm chấm chưa tham mà liên nè chiến bờ sân thì dương mưa lớn ní dương khơi ra tháp bá phận phệ đôi bờ miền chấm an ngày ní chấm miền ở sầm nói dịch đây xa bờ miền chỗ thả đã chấm nón chương thả đầm năng lọ hay đo tập về mưa là chấm nón chương ở lầm ắt tết thả Campuchia cùng đường bình chun polaco hôm nay dương đôi chỉ pram pon nè từ thuộc cả nền kinh tế cơ bản, phân loại cỏ, phân chun phân loại cỏ, men, phân chun cam mà cỏ đó, phân chun phân loại cỏ, chỉ chấm nốt muối đây, những miền cà phê bảo đảm, cái này nhỉ, ăn miền men chỉ khiêm khiêm đừng bắt để sai chụp cua cồn, rượu bia, khăn ông ca nom, khăn ông ca rượu càng thì ở bộ rót phơi được cả kinh tế hiện vận tải, cồn rượu bia nên ăn miền sài gòn phía tây, từ thứ chỉ phân loại cỏ cái mà đó bên nhỉ, rất thắt bá có ở toàn miền du lịch cả khăn ông ca rẻ xa nơi bộ lạc co đại quật tập lọp màu vinh những à ai tha khai địa chỉ bộ lạc co chủ nghĩa dù có cầm co chủ nghĩa những ấp toàn miền dân ca không ca rẻ xa quật lõi thì nẹt khla màu pi cờ rế từ thái màu pi thái từ malay màu pi malay từ cờ rế chân từ chân bà can á cầm lăng bộ lạc cầm khnông sọc ấp nơi thưa ca khnông sọc hai từ thưa ca nơi bờ tây cầu chán việt thưa ơi miền ca test được chất đó nè viện dục tuần thông đá cái trong viện dục bạc rung chạm muối cái sầm lăng mơ môn kế cứ rương thôn thêm một ngày và xin trên thôn thêm một năng ọt miên và tên năng ọt ọt miên cầm lăng phô lạc cam để miên là dụ pinh cầm lăng thử ca thế miên đầm lúc chắc phải cót chứ kê mần mò rồi bạc rung chạm rồi có bạc xạ kê nó không sọc để anh cứ việc bạc bọn hay chung chưa tha bởi xin chị bạc bong rung chạm mà bọn bật rung chạm năng mến tôi bây ra thật ba tham mình phỏ rõm cả đói hay miền ca cho bà căn từ lưu kháng nê thẳng nô cả đói bà đáy chung chưa tha bông phôn cam con chứ chất đăng cho ba tha hạt ấy ấy đã chỉ mù là hạt phư ỏi rung chạy nâng kì bật hạt ấy bàn chỉ mù là hạt phư ỏi rung chạy nâng ọt miền ca bình chỉ tình chứng bà cấp chỉ kì đăng tha nẹ nà chỉ đam hạt bất bạc cọt khổng ca thuê ai luôn chạm bật để chẳng chẳng vì ai đừng miên phiếp trở lại cho khổng bật tế vì bạc là khổng ca cục khổng sọc muối nó cứ thay nâng vì bạc là khổng ca cục khổng nhưng trong vật chạy đáy thà khi ông thầy nó sẽ đáp lưu thang rõ thật bá lộp hai anh thà mình miên ca bụi bỏ rõ mê tê bật tục chịu bật EBA cái đó bần đáy sổ bê nâng dân khơi nhu bỏ miên khổng sọc tay anh ta chốc sai ở phía ca bình chun phía sạc cam phía xe rồi bỏ ra thật bà cam chế nâng tới cho cha chung môi sạc cùng một rộp đầm bay cùng oi miên ca đọ và quản ảnh của phun EBA là lạ năng chẳng bà sân chi ọt bà rộm tế hiếm kết tham mình chăm bà cho cha ấy thế hả năng cứ xung hẹp khâm nhóm thả năng khoản là chế sàn dụng bài để bê đà buộc khuyên của bàn đáy phẳng này dây tham mình khuyên បាទបារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរថាកម្ពុជាមិនមានការព្រួយបារម្ភទេបើសិនជាមានការដាក់សម្ពាធទាំងអស់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនឹងយ៉ាងហោចក៏មានលិលាការដៃមួយដោះលក់ចាយដែរបាទតើការលើកឡើងនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចដែរក៏ឡងមកបាទ ខ្ញុំ យល់តាមពិតទៅសារនឹងខ្ញុំយល់ថាជាសារគុណក្មេងវិញទេមែនទៅយើងដឹងថាវិស័យកាត់ដេរទាំងមូលនេះមិនមែនតែជនជាតិចិនដែលទាញប្រយោជន៍ពីហ្នឹងឯងអ្នករដ្ឋាភិបាលក៏ទាញប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនពីហ្នឹងដែរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងបានចូលរួមចំណែកជា backbone ជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានអ
ញ៉ាឬក៏មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏មន្ត្រីដែរដែលទទួលបានខ្ញុំជឿថាទទួលបានប្រយោជន៍ឬក៏ក្រុមគូសាគាត់សមាជិកក្រុមគូសាគាត់ទទួលបានប្រយោជន៍លោកមិនតឡាតើក្រុមញ៉ាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រាក់ក្រាក់ហ្នឹងដែលមានលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហ្នឹងតើអាចលក់គេអកររបស់គាត់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីទប់ទល់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសធ្លាក់ចុះហ្នឹងអាចយកទាំងទ្រព្យ
ai tụt tụt bán lục ốc nhà cả dồn khuyên tỏa luôn chúng ta cầm ốc nhà ở nâng ai cầm ốc nhà thằng ở nâng còn ai bệnh trên rưu cầu khí nơi mà chúng luôn bằng tay bởi sân chứ khi mưa tay khuyên thay sản thiếp tập chúng luôn bả hỏi nhưng chưa tha khi mình từ vô tập số mặt bắc kia cho thực sự gì thì dạng na dạng na có cái thật thật cận bị bị giỏi to luôn kia cùng của xa kia bớt sân chỉ kia bắt bằng tập số mặt tất cả những tới ta nhẹ na đừng đừng song thì với nhau mình chưa thả nhẹ mà thấy được anh đừng lụa tập số mặt đừng vô mà đừng bị sda nơi cái hạ thả robot lúc có sda nơi nơi sẽ thành lập hiện chân thế vậy bạn bắt chong cắt tận ông bắt bị sao này cái thà bắn hà bị bắt nhiều bài bị bắt xe tắc kẹt cần long mau hỏi khuyên thà rót thà bị ba năm pi mới chấm non tới mới chấm non tại tại chuột bắn hà tận ngon đi ta sản phẩm lúc mình đặt miền này bên ta rót thà bị ba cũ tại thôi chẳng mấy hay miền ăn miền yết sa việt mấy đầm bay đọc luôn trên vì khuôn hòn đại sẽ tất cả đại cam chiết ai đang chuột bị bắt nó bị cầm bốc hơi ai đang miên phìp trở lại cho sang cung ai nào mới tam cầm nẹt lo mưa tài tài như vậy nó bạn Hi.
បាទបាទហើយអានេះវាជាការព្រួយបារម្ភផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដើរទៅតាមលីរៀនចាស់ដដែលយើងធ្លាប់ជួបបាត់ពិសោធន៍យល់សពអក្រក់ថាទីចុងទសវត្សឆ្នាំ60ហើយដើមឆ្នាំ70នេះម្ដងបាទបាទលោកមឿនដុល្លារវិញប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយក៏ដូចជាការជួបផ្ទះនៅហានិភ័យខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងៗហ្នឹងតើតម្លៃអចលនៈទ្រព្យផ្ទះសំបែងដីធ្លីខុនដូអីជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើអាចនៅបន្តឡើងថ្លៃកប់ពពកដោយសប្តាហ៍នេះដែរទៀតទេបាទខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាបាត់មែនគឺវាមានបញ្ហាធ្ងន់មានវិបត្តិធ្ងន់ណាហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាឥឡូវនេះសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមើលឃើញហាក់ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាមហាអំណាចខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេព្រួយបារម្ភកម្ពុជាដែលហាក់ដូចជាអោបថើបស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងពេកជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយមែនតែរឿងសម្រាប់កម្ពុជាទេគឺបារម្ភខ្លាចអធិពលចិននៅកម្ពុជាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អធិពលនៅក្នុងតំបន់ទៀតអញ្ចឹងទៅចង់ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសដែលកាន់ភ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគេព្យាយាមសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកាត់បន្ថយនៅអតិពលមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់ហើយបើសិនជាការដែលគេលើកឡើងអំពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប្រព័ន្ធ EBA ក៏ដោយបើសិនជាគេធ្វើទៅវាគ្រាន់តែជាជំហានទី1ទេគ្រាន់តែគេបើសិនជាមិនមានការកែប្រែទៀតអាចនឹងឈប់ឈានទៅដល់ជំហានទី2ជំហានទី3ព្រោះខ្ញុំជឿថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺជំហានទី2ទី3ហ្នឹងមានអីខ្លះទៅលោក10000ដុល្លារទី2ទី3ហ្នឹងអាចវាឈានទៅដល់រឿងគេហៅថា economic sanction ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីលក្ខណៈហ្នឹងព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺយើងនៅតែនាំទំនិញទៅលក់នៅប្រទេសគេទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងត្រូវបងពុនស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយអ្នកប្រទេសដែលនាំចូលទាំងដតីទៀតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការកែប្រែខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចេតនារបស់ប្រទេសដែលប្រជាតៃទាំងអស់ហ្នឹងគេចង់កាត់បន្ថយគេមើលឃើញគេបារម្ភអំពីអន្តរពលជននៅក្នុងតំបន់ជាងមែនឬក៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងមែនអាហ្នឹងគឺគេអាចនឹងឈានទៅដល់ជំហានទី2ជំហានទី3តទៀតហើយទី1ទី2បើសិនជាបាត់ប្រព័ន្ធ EBA មែនខ្ញុំជឿថា consumer អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបក្តីប្រទេសអាមេរិកក្តីនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេគោរពដែលគេខ្វល់ខ្វាយពីសិទ្ធិនោះហ្នឹងក៏គេរីរែកចិត្តនៅក្នុងការទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាដែរអាហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចមានធម្មតាតែកាលណាវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងវាមានបញ្ហានឹងហើយឬក៏វិស័យណាមួយមានបញ្ហាហើយសេដ្ឋកិច្ចវាប៉ះទៅដល់អា 70% នៃកំណើន 70% នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើអ្នកវិនិយោគទុនណាដែលហ៊ានយកលុយទៅបោះនៅបោះទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលកើតឡើងនៅភាពមិនប្រកបប្រជាបើភាពប្រកបប្រជាកើតមិនប្រកបប្រជាកើតឡើងហើយគឺខ្ញុំជឿថាគ្មានវគ្គអ្នកវិនិយោគទុនណាមួយហ៊ានយកលុយទៅវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗនេះចឹងលោកចង់មានន័យថាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចុះហើយនៅពេលខាងមុខបើសិនបើមានបញ្ហាបើសិនជាមានបញ្ហាហ្នឹងមែនខ្ញុំជឿថាតម្លៃអចលនទ្រព្យអាចធ្លាក់ចុះតែអាចនឹងធ្លាក់ចុះហើយបើសិនជាប្រើយន្តការមួយ
ប្រើយន្តការលៀងលុយអាចថាចិនយកលុយមកជះដើម្បីទិញចលនាទ្រព្យអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យតម្លៃអចលនាទ្រព្យនៅនឹងត្រឹងឬមួយក៏កើតអីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាហ្នឹងបានតែមួយរយៈទេអាហ្នឹងគេហៅថាកំណើនដោយ artificial ដោយសិប្បនិម្មិតណាវាមិនមែនជាកំណើនពិតប្រាកដណាបែបហ្នឹងគឺអត់អាចមានជារបៀបទេអត់អាចមានស្ថិរភាពអត់អាច stable បានទេបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាការសង់ខុនដូធំធំខ្ពស់ខ្ពស់របស់នាយទុនចិននាយទុនបរទេសមួយចំនួននៅកម្ពុជាហ្នឹងអាចដោយសារការលៀងលុយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកមឿនដុល្លារ ខ្ញុំមិនហ៊ានថាដល់នឹងព្រោះដោយសារវាអត់មានរបាយការណ៍អីជាក់លាក់ជាផ្លូវការណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាវិស័យបើសិនជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងត្រូវបានកើតឡើងមែនសំដៅទៅបានដកហូតមែនហើយកម្ពុជាមានបញ្ហាទៅលើវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាភាពមានភាពប្រកួតប្រជែង ហើយបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រកួតប្រជែងគឺសំណួរសួរថាតើអ្នកវិនិយោគទុនអាចងាកចេញពីរោងចក្រកាត់ដេរទៅទិញដីអត់ហើយបើទិញដីទិញដីធ្វើអីហើយសំណួរសួរថាតើទំនុកចិត្តទៅលើអ្នកវិនិយោគទុននោះអាចមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការយកលុយទៅវិនិយោគទុននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអត់អាហ្នឹងគឺប្រហែលជាពិបាកពិបាកបន្តិចមិនមែនពិបាកបន្តិចពិបាកច្រើនលើកលែងតែតាមរបៀបមួយគេហៅថា យើលុយពីណាមកយកមកដើម្បីទៅទិញដីឬក៏អ៊ីនវេស្តទៅលើវិស័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិស័យហ្នឹងនៅថេអីចឹងឡើយប៉ុន្តែវាអត់បានយូរទេបើក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងមែនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមឿនតុលានិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់កាសែត The Cambodia Daily នៅពេលនេះបាទហើយក៏សូមជម្រាបលាហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាដែលបានតាមដានស្ដាប់នឹងទេសនារបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងកន្លងមកនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងមកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកខាងមុខទៀតហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏យោបល់អីអាចសរសេរមកកាន់ កម្មវិធីរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh បាទសូមអរគុណ